Đông thành phố, trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 9 triệu dân, chủ yếu tập trung ở khu nội thành, nên thành phố Hồ Chí Minh đang trong tình trạng quá tải. Theo dự báo, đến năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là một siêu đô thị tầm cỡ thế giới, xét về quy mô dân số. Theo quy hoạch đến năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ phát triển nhiều khu đô thị vệ tinh và sẽ được mở rộng sang phía đông thành phố, bao gồm cả quận 2 và quận 9. Trong đó, khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc quận 2 sẽ đảm nhiệm chức năng của một trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp, được xem là trung tâm thứ hai, và quận 9 cũng được xem là cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh với lợi thế đặc biệt khi di chuyển về trung tâm quận 1 chỉ 10 phút. Chuyển mình ngoạn mục cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ hiện đại. Trước năm 2010, khu vực quận 2, quận 9 vẫn chỉ được xem là khu đất tiềm năng do hạ tầng chưa hoàn chỉnh. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, nhờ việc cải tiến hệ thống giao thông, khu vực phía đông này đã trở thành khu đô thị mới mẻ với tốc độ phát triển vô cùng nhanh chóng. Hàng loạt công trình đã được đưa vào sử dụng như cầu Thủ Thiêm, cầu Phú Mỹ, hầm Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn, đường vành đai trong. Đặc biệt, tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã được thông đoạn quận 9 đến Long Thành vào tháng 1 năm 2014. Đến cuối năm 2014, đoạn 4 km còn lại sẽ được hoàn thiện kết nối về hầm Thủ Thiêm. Tuyến metro Bến Thành, Suối Tiên, quận 9 cũng đang được khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2018. Hạ tầng đô thị hoàn thiện với đặc trưng nhiều mảng cây xanh, mặt nước gắn kết với trung tâm thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống yên bình. Diện mạo đô thị quận 2, quận 9 đang thay đổi nhanh chóng theo hướng hiện đại, đồng bộ, xanh và sạch là động lực làm gia tăng giá trị bất động sản tại khu vực này, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Hồ Chí Minh. Bốn tuyến đường này giúp kết nối nhanh chóng đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương qua xa lộ Hà Nội, Bà Rịa Vũng Tàu qua đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường vành đai 3, tới Phú Mỹ Hưng qua đường vành đai 2, tới sân bay quốc tế Long Thành qua cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hiện tại, khu đông thành phố đang phát triển mạnh mẽ thì có đến 11 dự án hạ tầng lớn nhỏ, tổng kinh phí thực hiện lên đến gần 250.000 tỷ đồng. Trọng điểm là các tuyến quốc lộ 1A, vành đai 2, 3, 4, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuyến đường sắt quận 9 Nhân Trạch và tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đang được đầu tư thi công rầm rộ ở cả quận 2. Trọng tâm phát triển hạ tầng của thành phố Hồ Chí Minh hiện đang hướng về khu đông. Trọng tâm phát triển của khu đông chính là quận 9. Theo quy hoạch đến năm 2025, quận 9 sẽ là trung tâm đô thị tri thức và công nghệ cao của thành phố Hồ Chí Minh. Xét trên bản đồ quy hoạch, khu vực này tập trung nhiều nhất với các công trình giao thông trọng điểm, các tuyến đường huyết mạch như tuyến metro, cao tốc Long Thành Dầu Dây, vành đai 2, 3. Theo quy hoạch, quận 9 sẽ được xây dựng thành khu đô thị tri thức và công nghệ cao. Hiện khu vực này có khu công nghệ cao với quy mô 870 xây dựng thành khu đô thị tri thức và công nghệ cao. Hiện khu vực này có khu công nghệ cao với quy mô 872 ha, khu đại học quốc gia 800 ha, công viên văn hóa lịch sử 395 ha. Trước đó, từ đầu năm 2011, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có quyết định về đồ án quy hoạch khu giáo dục đại học Phước Long, đại học Fulbright. Khu công nghệ cao là nơi tập trung nhiều đại dự án như Intel, Samsung, hứa hẹn sẽ tạo nên một nguồn cầu dồi dào cho thị trường nhà đất, góp phần tạo đòn bẩy kéo giá trị bất động sản của khu vực này không ngừng gia tăng.